Đây là Đài Phát thanh Nghệ An. Lời sướng dõng dạc và tự tin ấy vang lên trên bầu trời xứ Nghệ ngày 7 tháng 9 năm 1956, đánh dấu sự có mặt của một cơ quan báo chí chủ lực trong đời sống chính trị xã hội của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An. Cùng ngày này 20 năm sau, Đài Truyền hình Vinh được thành lập. Vượt lên mọi khó khăn, Đài đã vươn lên mạnh mẽ, là phương tiện quan trọng trong chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền và đáp ứng nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Hơn nửa thế kỷ qua, dù trong hoàn cảnh nào, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An luôn nỗ lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, là tiếng nói của nhân dân tỉnh nhà. Các thế hệ cán bộ, viên chức, lao động của Đài luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng NTV, liên tục phát triển, giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Tự hào về truyền thống vẻ vang 60 năm phát thanh, 40 năm truyền hình Nghệ An, thế hệ cán bộ, viên chức, lao động NTV hôm nay càng nêu cao trách nhiệm, nỗ lực học tập, sáng tạo, phát triển NTV ngang tầm đài khu vực, xứng đáng với trọng trách và niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Cái trang sử 60 năm phát thanh và 40 năm truyền hình, cái trang sử đấy là một cái bề dày, phải nói là bao nhiêu là cái cống hiến, bao nhiêu là phấn đấu của bao nhiêu, của nhiều cái thế hệ, là hai vợ chồng cũng đã làm ở Đài bao nhiêu lần năm. Thì bây giờ nghĩ lại cái chặng đường đó thì rất là tự hào, rất là phấn khởi và rất là có thể nói có những cái cảm xúc rất là sâu lắng. Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An là một trong những đài tỉnh sớm được trang bị cái hệ thống sản xuất chương trình bằng kỹ thuật số sớm nhất trong cả nước. Tôi thấy nhiều tin được phản ánh kịp thời, phản ánh rất nhiều những cái hoạt động của tuổi trẻ, những gương người tốt việc tốt và những có những điều sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên di động trên địa bàn của tỉnh. Qua Đài Truyền hình Nghệ An cho biết những cái thời tiết có tính chất rất cụ thể. Qua xem chương trình của nhà nông cũng nắm bắt được các tình hình chăn nuôi. Làm việc với Đài Truyền hình Nghệ An từ những năm còn là sinh viên đến bây giờ thì mình cảm thấy là Đài Truyền hình Nghệ An đã luôn làm mới mình trong tất cả các chương trình văn hóa, văn nghệ. Từ năm 97 mình là người cùng với Đài đã đi thi cái tiếng hát truyền hình. Đài cũng đã tạo điều kiện cho mình có những cái tiếng nói ở trên đó và đến với quần chúng gần gũi hơn. Có rất nhiều bè bạn, anh em văn nghệ sĩ, trí thức ở nước ngoài lần mở NTV thì họ rất nhớ quê hương, nhớ nhà. Và có nhiều người cũng đã rưng rưng nước mắt. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ lý do vì sao đó mà người ta có cảm nhận được như vậy. Thường xuyên xem Đài Truyền hình Nghệ An để cập nhật những cái thông tin mới nhất ở đây thông qua TV, Internet. Nội dung ngày càng phong phú và chương trình cũng ngang tầm với chương trình quốc gia. Và đặc biệt là nhiều cái chương trình của Đài như chương trình Thời sự, rồi một số cái chương trình như Vượt lên Chính mình, rồi những cái chương trình như Nghệ An ngày mới đã đáp ứng được cái nguyện vọng và cái nhu cầu đòi hỏi của khán giả. Ngoài chương trình Vượt lên Chính mình, chúng tôi cũng quan sát thấy là trên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An có nhiều cái chương trình mang tính chất từ thiện, đi vào lòng người, cải thiện được cái đời sống người dân, giúp đỡ những hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Phát thanh truyền hình Nghệ An là một đài mạnh và mối quan hệ và hợp tác với tập đoàn Hoa Sen có thể nói là rất là tốt đẹp. Và đài cũng hỗ trợ cho chúng tôi rất là nhiều trong các cái việc mà quan hệ với lại công chúng. Tôi đánh giá rất cao cái mối quan hệ này. Doanh nghiệp của chúng tôi cũng sử dụng cái kênh quảng bá qua Đài Truyền hình Nghệ An để đưa tới cho bà con, những người mà sử dụng dịch vụ của chúng tôi, những cái thông tin sâu sát nhất, chính xác nhất. Và với sự giúp đỡ của Đài Truyền hình Nghệ An thì doanh nghiệp của chúng tôi cũng đã phát triển được lên rất là nhiều. Đài Nghệ An đã đầu tư và phát triển, nâng cao được cái chất lượng nội dung của chương trình và nội dung các tác phẩm. Đó là cốt lõi, là linh hồn. Tôi vẫn coi Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An là một trong những cái đài hàng đầu trong số các đài địa phương về cái tính chuyên nghiệp, về tinh thần làm việc và phải nói cả về cái trí tuệ của các cái đội ngũ đạo diễn, biên tập viên. Cái chìa khóa cốt lõi của các bạn hãy đi vào những vấn đề mà người dân địa phương nó rất cụ thể,
nó rất là đời sống, nó gắn liền với cuộc sống của người ta. Cái mong muốn của mình là cũng đài sẽ có nhiều chương trình hay hơn nữa và đến gần với quần chúng hơn nữa. Dù xây dựng có đổi mới hay có cập nhật thì cái bản sắc nó phải giữ, và trên cái nền bản sắc đó mình mới phát huy. Đài Truyền hình Nghệ An tiếp tục phát triển hơn nữa để tạo điều kiện cho cái giới trẻ phát huy được cái ước mơ của mình, đặc biệt là về bên văn hóa văn nghệ. Thường xuyên để mà trao đổi các đối tác khác trên khắp cả nước và những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm, những cái doanh nghiệp mang đến một cái giá trị nhân văn nhiều hơn nữa cho những người dân của Nghệ An mình. Mong rằng là kết nối giữa truyền hình với người dân của Nghệ An để làm sao đó mà nâng cao nữa cái nhận thức, rồi là cái nắm bắt thông tin, nên là giải đáp những cái vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra. Tăng cái thời lượng để phát sóng các cái việc là phòng chống là tệ nạn xã hội, tuyên truyền cái việc là bảo vệ tài nguyên và môi trường và cái xây dựng cộng đồng văn hóa ở khu dân cư, nâng cấp cái trang thiết bị lên. Tất cả để nâng cấp cái sự chuyên nghiệp mà cái sự hiện đại của đài lên một bậc nữa. Tôi nghĩ rằng là có thể phát triển thêm một số các cái kênh mà có sử dụng cả ngoại ngữ. Trong các chương trình sắp tới thì hy vọng sẽ có những cái kênh giao lưu tương tác trực tuyến với các khán giả. Phát triển trên cái đa nền tảng để mà vươn rộng ra không chỉ trong tỉnh, không chỉ trong nước mà còn phải ra quốc tế nữa. Và chúc cho Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, tất cả các đồng nghiệp yêu quý của tôi vào cái dịp kỷ niệm này thật nhiều thành công, hạnh phúc, và chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau nhiều hơn nữa.